Minasan konnichiwa. Những người hoa sen xin chào tất cả các bạn. Trong tiếng Việt thì chúng ta cũng có những cái từ như là đó, nhé, nhỉ ở cuối câu để nhấn nhá, đúng không ạ? Vậy thì trong tiếng Nhật nó cũng có, và nó sử dụng như thế nào thì chúng ta cùng nhau học bài học ngày hôm nay nhé. Ở đầu tiên thì chúng ta có cách sử dụng của na, ne, dỗ, và ý nghĩa của nó là nhé, nhỉ, đó. Và cách dùng của nó là dùng để cuối câu nhấn mạnh, diễn tả cái cảm xúc. Và đầu tiên thì chúng ta cùng nhau đi vào cái ví dụ của na, thể hiện sự ngạc nhiên và cảm động. Trên màn hình là một cô gái rất là đẹp, đúng không ạ? Và câu này sẽ có là gì đây? Câu ví dụ là Tom san no ne san wa kire da na. Wow, chị gái của bạn Tom đẹp quá nhỉ, có nghĩa là ngạc nhiên đó. Hay. Và tương tự thêm một ví dụ nữa, trên bàn có rất là nhiều đồ ăn và có một cậu bé tí như thế này thôi, nhưng mà cậu ăn rất là nhiều đồ ăn. Vậy thì người ta nói là gì đây? Yoku taberu na. Cái thằng bé này ăn được ghê nhỉ. Đó, thấy không? Người ta thể hiện sự ngạc nhiên. Còn đối với thể hiện sự đồng ý xác nhận, muốn người nghe đồng tình với mình thì người ta có là ne hay. Và ví dụ nhé, vào một cái bức tranh rất là đẹp và thời tiết rất là đẹp, đúng không? Và người ta muốn người nghe là đồng tình với mình là thời tiết ngày hôm nay đẹp, thì người ta nói như là itenki desu ne, thời tiết đẹp quá nhỉ. Và người nghe đồng tình với mình như vậy. Hoặc là dùng để xác nhận, ví dụ bên đầu kia người ta cho một cái số điện thoại, đúng không? Ví dụ như là 028 6268855 chẳng hạn, và mình muốn xác nhận cái đó thì mình sẽ nói lại như thế nào đây? Đúng rồi. Hay 02869 6268855 desne. Desne là xác nhận lại. Hay. Còn đối với dỗ là thể hiện nhấn mạnh chú ý. Hay. Đây là một bà mẹ, bà đang la mắng gì thằng con đó, đúng không? Bởi vì nó chơi game. Và vì sao mà chơi game bà lại la mắng? Bởi vì là ngày mai có bài test tháng tư. Vậy bà nhấn mạnh và bà la nó chú ý là gì đây? Kanji no testo wa asta desu yo. Bài test tháng tư là ngày mai đó. Không lo học hành đi, cứ ngồi đó chơi game. Đó, ví dụ là trong tình huống đó. Còn bức tranh này thì nói lên gì đây? Một cái cậu bé đưa cây dù, đúng không? Trời thì đang mưa vậy, cậu bé muốn nói là gì đây? Cầm lấy dù đi, trời thì đang mưa đó. Amiga futteru yo. Amiga futteru yo là nhấn mạnh. Hay. Và qua bài học ngày hôm nay các em đã biết cách sử dụng của na, dỗ, ne rồi, đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi, nó cũng y chang như tiếng Việt của mình vậy ạ. Và ngoài ra thì cô có để thêm cái đường link bài tập ở bên dưới để cho các em làm bài tập để mình nắm rõ hơn về cái cảm xúc này. Hay, minasan, sayonara. Mata kondo mo yoroshiku onegai shimasu.